bị yếu không? Yếu. Tại nói chung vô vô hàng đủ của nó là đại yếu lắm. Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô ngày hôm nay. Thì như các bạn vừa mới xem đây là một chiếc xe tiếp tục chuỗi các cái video của các bạn mình làm về các cái dòng xe Euro 4. Thì đây là một chiếc xe có hiện tượng khói đen và xe bị yếu máy. Sau khi mà bên mình kiểm tra xong thì bên mình tiến hành xử lý thì chỉ mất 10 phút để xử lý xong cái vấn đề cho chiếc xe này. Và xe đã hoàn toàn hết khói đen như các bạn sẽ thấy. Các bạn đã thấy. Thì đây một video mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài ý để giúp cho chúng ta hiểu hơn về những cái dòng xe Euro 4. Như các bạn xem trong video này thì mình muốn kể lại cái câu chuyện này để cho các bạn hiểu hơn về cái vấn đề của cái dòng xe Euro 4. Thì anh khách hàng ở dưới khu vực Long An thì mới điện lên cho bên mình nhờ xử lý cho chiếc xe, và xe của anh bị khói đen và yếu máy, chạy đạp rất là yếu, chở hàng thì chở không nổi, chạy xe không thì chạy được nhưng mà chở hàng thì rất là yếu, không chạy được. Thì bên mình mới lặn lội đi hơn 100 cây, đường thì có khúc rất là xấu, đường tương đối là xấu. Thì bên mình đã xuống hỗ trợ cho anh, và anh kể lại câu chuyện rằng là xe của anh đã bị cả tháng nay rồi, và anh đã tìm đến những cái gara ở các khu vực gần khu vực quán, thì người ta nói rằng là xe bị vấn đề về kim và có khả năng nếu mà sửa chữa nhẹ thì tầm dao động khoảng 7 triệu, còn nếu sửa chữa nặng thì nó dao động vào khoảng mười mấy triệu. Như vậy thì anh mới thấy rằng là chiếc xe của anh không phải là bị kim, bởi vì anh đạp ga vẫn rất lên rất là ngọt, mà đề thì vẫn rất là dễ nổ. Thì anh cũng theo dõi bên mình những cái video bên mình thì anh nhận thấy rằng xe không phải bị về kim, và anh muốn nhờ bên mình xuống để kiểm tra và sửa chữa cho xe cho anh. Thì sau khi mà bên mình xuống kiểm tra thì chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút là bên mình đã sửa xong, cho nói chung là khắc phục cái vấn đề về khói đen đó chỉ mất 5 đến 10 phút thôi. Còn trong khi đó thì làm lặt vặt thì nó hơi lâu xíu, khoảng 30 phút đó. Như vậy thì mình muốn chia sẻ cho quý vị các bạn là gì đó, có ý thứ nhất là cái dòng xe ga điện nó không quá khó, nó chỉ khó do những cái người thợ họ chưa được đào tạo, họ chưa có làm qua cái dòng ga điện thì thấy khó thôi, chứ thực ra nó không hề khó đó. Cái yếu tố thứ hai là gì? Cái yếu tố thứ hai là mình muốn nói cho quý vị các bạn là cái dòng một xíu về bên mình, thì bên mình làm những cái dòng xe này thì nó cũng rất là lâu rồi, cũng vài ba năm gần đây, kể từ khi những cái dòng Euro 4 ra đời thì đội ngũ kỹ thuật bên mình là họ đã va chạm rất là nhiều dòng xe rồi, nên là cái cách mà họ xử lý rất là nhanh, chỉ 5 đến 10 phút là họ đã biết bệnh của chiếc xe rồi. Tuy nhiên là bên ngoài thì các những người thợ thì không được, không phải ai cũng được như vậy, thời gian tương đối là rất là lâu đó. Như trong cái câu chuyện của ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy rằng là người thợ đó, người ta nếu mà người ta tháo kim ra thì thời gian rất là lâu, rồi đem lên Sài Gòn để kiểm tra, đem ngược lại phải mất mấy ngày. Như vậy thì nếu như các bạn cái xe bạn chạy hàng ngày thì các bạn sẽ không có xe chạy. Và khi mà bên mình làm thì bên mình không có, gọi là làm cho hết bệnh thôi chứ không có vẻ vời, không có bị chỗ này nhưng mà báo làm chỗ kia đó. Nên là nếu mà quý vị nào ở các cái khu vực ở Đông Nam Bộ hoặc là miền Tây hoặc là các cái tỉnh Nam Trung Bộ đổ vào thì bên mình có thể hỗ trợ cho quý vị các bạn về các cái dòng xe ga điện này. Nếu như thỏa thuận được thì bên mình sẽ tiến hành làm đến để sửa chữa tận nơi cho quý vị các bạn, tránh tốn kém thời gian, tránh mất tiền bạc chi phí quá nhiều. Nếu mà các bạn cái dòng Euro 4 này các bạn mà gặp không đúng nơi thì cái chi phí sửa chữa nó rất là nhiều các bạn,
mà nó không hết nữa cơ. Khổ nỗi là chi phí nhiều mà nó làm nó không hết nữa. Không phải mình khoe gì, nhưng mà mình muốn kết nối, mình không trực tiếp làm mà có một đội ngũ kỹ thuật người ta làm. Mình chỉ muốn kết nối giữa những người họ chuyên nghề và những người khách hàng đang rất là chật vật và khổ sở vì các cái dòng vốn hiện nay. Đó. Và cái ý thứ ba mình muốn trao đổi cho quý vị các bạn đó nữa chính là các cái vấn đề về dòng xe Euro 4 hiện nay thì trên kênh ô tô tải Đồng Nai của mình chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mình biết rằng chỉ có một số bạn là thực sự là quan tâm và theo dõi. Thì mong rằng các anh, các chị đang theo dõi kênh của mình thì có thể chia sẻ những cái video của mình đến cho những cái người thân, những người bạn, những người cùng sử dụng những cái dòng xe như mình, đem chi để họ cũng biết được những cái cách cơ bản để họ có thể tự mình sửa chữa. Chính như các bạn ở các khu vực ở quê anh cận đây thì có gì thì alo mình thì mình hỗ trợ được, chứ còn ở các bạn ở xa thì làm sao hỗ trợ, mình không hỗ trợ tới. Nên là các bạn hãy xem qua video của mình rồi làm, và nếu như được thì quá tốt, còn không được thì các bạn này phải tìm cách khác để mà chúng ta làm cho bằng được. Bởi vì sao? Có bên mình không thể hỗ trợ được đó. Mình chỉ mong là những bạn đã và đang xem các video của kênh ô tô tại Đồng Nai thì hãy chia sẻ những cái video này đến cho mình. Bởi vì thực tế trên hiện nay thì các bạn thấy rằng là những cái truyền thông, những cái mạng truyền thông như Facebook hoặc YouTube hoặc là các cái mạng xã hội thì hầu như là không có ai mà chia sẻ những cái vấn đề về những cái dòng xe Euro 4 như bên mình. Sau này thì chắc chắn là có, nhưng mà hiện tại thì chỉ có bên mình là chia sẻ thôi. Thì mong rằng các bạn hãy cùng nhau để chúng ta giúp đỡ cho những người xung quanh thôi, chứ cũng không có gì là to tát lớn lao cả. Đó. Thì các bạn hãy chia sẻ những video này đến cho những cái người khách hàng, những người thân hoặc là những người bạn mình đang chạy cùng xe mình, để khi mà họ gặp cái vấn đề như vậy thì họ có thể tự xử lý, hoặc họ biết cái kênh thông tin để họ có thể liên hệ và để có thể được tư vấn cơ bản nhất, giúp cho các bạn nhanh chóng sửa chữa được cái xe với cái chi phí là thấp nhất và thời gian sửa chữa là ngắn nhất. Rồi, các bạn hãy cùng theo dõi video với bên mình nha. Đây, các bạn có thể thấy chặng đường để mà đi đến chỗ điểm sửa xe thì cũng khá gian nan các bạn. Chạy hơn chục cây số đường như vậy này. Có thể thấy rằng sau khi mà chúng tôi đến nơi thì chúng tôi đeo lên xe và thử ngay xem tình trạng của xe như thế nào. Đó, các bạn thấy khói đen rất là nhiều đến mức mà cái sàn ở dưới đất đó, các bạn thấy một lớp khói đen nó bám vào, khói đen quá nhiều, và theo như lời của anh chủ xe thì xe rất là yếu, chở hàng không nổi. Đây chính là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng khói đen của xe. Đó. Đây là cái vị trí của cái cảm biến lưu lượng gió. Đó, các bạn thấy nó rất là dơ và xe đã bị đổ hơi, thì dẫn đến là cái hơi dầu nó đi ra cái chỗ cái đầu gió ngay phía sau turbo, thì đổ hơi và cái dầu nó sau khi thoát ra ngoài thì nó sẽ bám vào những cái ống nhựa. Các bạn sẽ thấy bụi nó có cái giống như vết dầu đó. Và sau khi xử lý vệ sinh sạch cái cảm biến thì các bạn sẽ thấy khói đen đã hoàn toàn hết. Cái lượng khói mà vừa mới bay ra đó chính là do cái bô của bạn nó dơ quá rồi, phải vệ sinh thì nó mới sạch hoàn toàn được. Và sau khi mà chúng tôi sửa xong thì chúng tôi test lỗi lại một lần nữa để xem là xe đã sạch lỗi hoàn toàn hay chưa. Đây là một chiếc xe YZ49 và đã sử dụng được 3 năm rồi các bạn. Có phải nói rằng là đây là một chiếc xe rất là bền,
Đối với các dòng IZ49 thì thời gian sử dụng 3 năm mà không hề đụng đậy gì đến phần điện và máy móc là cực kỳ hiếm. Và đây là cái anh bạn của tôi đang chỉ anh Phước cách để mà chúng ta đưa cái đường ống hơi nó ra khỏi cái bầu gió đó, là ống nạp, để làm sao để cho cái cảm biến như hồi nãy các bạn thấy, cảm biến hơi nó không còn bị dơ như vậy nữa, không xài một thời gian thì nó lại tiếp tục nó lại đóng lại dơ lại như vậy đó. Và cái ống hơi này sẽ được bắt ra ngoài, thẳng trực tiếp ra ngoài luôn, không có đi vào trong cái đường ống gió nữa. Như vậy thì cái cảm biến nó sẽ sạch và nó không lâu ngày lắm, lâu lắm thì chúng ta mới phải vệ sinh lại, chứ không thì cái xe này đã có tình trạng đổ hơi và hơi ra liên tục như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn là cái cảm biến đo gió nó lại tiếp tục dơ và chúng ta phải vệ sinh lại. Những cái đó thì là anh làm xong rồi anh đi thời gian mở ra không có bị có hộp nhất này. Thì mấy cái này là phải làm liền. Dạ. Cho anh thấy là mở bụi là toàn nhớt không? Nhớt mà với lại nó hút bụi lên nó bám gió đâu mà lên. Mà gió mà chuyện cái ống dưới đây. Okay. Anh này, anh nói cái nút hút rồi, anh nói từ đây. Anh nói đây, bắt đầu từ đi xuống đây. Đi xuống đây ngoài. Cho nó phản ứng tí. Và chúng tôi đang thay cái phốt cao su ở ngay cái đầu dầu hồi của cái kim. Nó làm cho cái kim bị dầu trào ra rất là nhiều. Thay phốt thì nó sẽ hết cái hiện tượng dầu trào ra ở kim phun. Và sau khi mà sửa xong thì anh Phước chạy xe đi thử. Và xe bây giờ thì chạy rất là ngọt rồi. Khói đen không còn nữa. Tuy nhiên là xe vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Nhưng những cái vấn đề đó rất là đơn giản nên là chúng tôi không có kịp đủ thời gian để làm cho anh. Đây là một chiếc xe IZ49. Và chúng tôi đã làm hết cái tình trạng của xe. Và tất cả những cái dòng xe khác các bạn có thể làm tương tự như cái chiếc xe này. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.